Quang, Quang ơi, ơi cái đi, ơi, đây nó cho chị gỡ cho em cái mâm chả cá này. Thì cái mâm này chị mới nói sơ chứ em trước luôn nha. Thì cái mâm này nó sẽ là 3 kg nè. Nếu ăn hết cái mâm này trong thời gian 30 phút, ấy lộn, 40 phút là được thưởng là 3 triệu và kèm theo là miễn phí cái mâm này luôn. Còn mà em ăn không hết á thì em gửi lại cái mâm chả cá này cho Bến thôi. Em ở đâu lên chơi thử thách giờ? Em ở Đà Lạt. Đà Lạt. Khi ăn thử thách là em có ăn cái gì lót dạ chưa trong ngày nay? Buổi trưa. Ăn nhạc buổi trưa. Rồi bây giờ em có tự tin ăn hết cái mâm này bao nhiêu phần trăm không? 50-50 hả? Kiểu như đó giờ em ăn cái nhiều chưa? Kiểu như ăn nhiều nhất của em là cái món gì? Là bao nhiêu? Ăn bún. À ăn bún 1 kg hơn. Cái mâm này 3 kg lận nha. Rồi, mà em nhiêu tuổi? Em 18. Bạn này có người tài trợ rồi. Ăn thắng á, thì bạn này dắt đi nhậu. Tại còn 2 bạn nữa. Còn nếu mà ăn thua thì 2 bạn kia trả tiền. Thì cũng sướng á. Có 2 đứa ăn tốt á. Dạ, sao chị? À đây đây đây. Ôi, đây đây rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi. Nhìn đâu quá. Nhìn no hay là ngon? No. Nhìn là no luôn. Đây em nhìn Mến đi, 40 phút nè. Rồi bây giờ chị Mến cho em ăn trải nghiệm trước á. Em ăn đi rồi chị mới bấm giờ xong. Đây là cái chả cá chiên nha, còn đây là cái chả cá hấp nè. Tập trung nè, ly nè. Ok ha. Rồi cho em ăn trước hết một cục luôn. Ăn đây giờ từ từ mới bấm giờ. Nước chấm này nó cay lắm á, em ăn em chấm ít ít thôi. Em hai đứa bạn em qua đi ngồi nè, làm gì trốn nhở? Qua ủng hộ đi. Đi qua đây ngồi. Sau đó ngồi cho cái vui kiểu như cho tinh thần nó thoải mái. Nó ngồi mình sợ. Bây giờ em đang nghĩ đi, bây giờ ở trong đây là mấy ngàn người đang xem nè. Giờ anh sợ lắm, đi qua đây ngồi đi. Ok chưa? Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu bấm giờ, 40 phút. Ok. Rồi, 40 phút mình bấm rồi nha. Chết mồ quên lấy 3 triệu, để mến đi lấy tiền đã xíu. Anh hai ơi, em lấy 3 triệu nha anh hai. 2. Ơi, 3 triệu đây. Ủa ngày hôm qua hả, mấy em có xem like của chị không? Hoàng á, ăn hết mâm chả cá. Ăn có 28 phút rồi trời. Tại vì mới không có túi á. Giờ không biết nhét ở đâu, 3 triệu nhét ở đâu luôn á. À, nhét ở đây. Nhét ở đây đỡ nha, có túi nè, hiện đại kìa. Ủa có gì nào rớt không trời? Mà lỡ mà mới có rớt á, mai mà có lụm được thì nhớ trả lại. Mình là cái gì của Quang nè? Anh số. À, thì chắc cái thử thách này là ai là người rủ cốt mình đi chơi? Đây đúng. Chắc này đúng không? Mặc dù được 3 kg. Cái này 3 kg. Giờ bây giờ đang thử. Thì bây giờ hai đứa nè có tự tin bạn mình ăn hết không? Dạ không. Ủa là sao? Không tự tin là tại sao là lấy dắt đi? Thế là ăn thử cho biết rồi. Thử cho biết rồi. Bạn nào ăn nhiều là dễ. Còn mà ăn yếu thì dễ ra gió. Sao tay em run dữ vậy? Em bình thường đi. Bình thường hả? Bình thường em cũng hay run. Bình thường cũng hay run mà. Bạn có cái nhìn đó. Nhìn nhiều hay nhìn ít? Ý là nhìn nhiều hay nhìn ít nè. Hả? À, thử thách nửa ký hả? Nửa ký ít lắm. Dạ. Không, người bình thường chắc ăn được 1 ký á ha. 1 ký 3 miếng. Ăn được chứ. Ê, hình như mến ăn được á. Tại vì chị đạo chả cá mà ăn chả ghê lắm. Cũng hình nào
Thôi mạng yếu như trời. Măng hết cho cái gì đây? Cho cái gì vậy? Thành nước. Hả? Ở đây mình có thành nước để chị tiêu. Nước. Uống nước hả? Ừ được chứ. Em khát thì em muốn. Chai măng. Ừ được. Em cho chị chai Coca đi. Giờ em muốn bia cũng được nữa. Em muốn cái gì cũng được hết trơn á. Em làm sao làm, miễn sao em ăn hết 3 kg này là em có giải thưởng thôi. Rồi cho chị chai Coca liền luôn. Bạn này ở Đà Lạt, mọi người ở Đà Lạt. Ừ ở Đà Lạt sao đi lạc ở quận 6 này hay chứ. Cái này chắc coi tốt tốt nhiều nè. Dạ 3 kg trong thời gian là 40 phút nha mọi người. Mặt anh này giống Hàn Quốc. Ừ thiệt nha, y chang Hàn Quốc. Hồi nãy qua là mình ngờ ngợ rồi, tính nói với người Hàn Quốc không, mà thấy nói tiếng Việt rồi thôi. Y chang Hàn Quốc luôn á. Mà Hàn Quốc giống ai ta? Trong cây vàng của mày sớm ông nội. Ôi mạng yếu như trời. Mọi người nhìn sơ vừa mới này, cái đầu tóc thì quăng, khuôn mặt thì nó, cái da thì nó trắng tinh y như là da em bé. Chết bờ mất cười mất sạch luôn. Rồi bye bye con gái nha. Cảm ơn. Anh mua bánh gì? Bánh trứng hả? Bánh trứng. Dạ 1 kg 19 cái. Ừ 160. Hoài ơi em lấy giùm chị cái bánh trứng này 19 cái. Rồi lấy tính 160 chảnh luôn nha. Ủa giống như anh Song Dúc. Anh Song Dúc là ai ta? Ở bên Hàn Quốc idol nổi tiếng nào ta? Giống anh Song Dúc. Anh Song Dong chứ hả? Nghe Song Dong thì có nghe, còn kêu Song Dúc chưa nghe. Ừ, trong sáu em. Chồng ơi cố lên. Ủa cái ông nội này có vợ rồi nha. Đây nè Đông Nhi nè. Chồng ơi cố lên anh yêu nè. Em chưa có yêu. Đây nè em coi giùm mến coi. Đông Nhi nè. Chồng ơi cố lên anh yêu. Trời ơi trời. Có vợ nào trời. Nãy mới nghe nói 18 tuổi à. Đùng cái ổng có vợ nào không hay luôn mà. Như anh này 8 tiếng mới xong à. Chết mồ rồi. Người thông cảm đi mọi người. Quan trọng không quan trọng là mình ăn nhanh hay ăn chậm, mà quan trọng ở đây là mình phải có cái bụng để mình ăn hết 3 kg này. Cố lên con trai ơi. Ôi ủa Hoa Trăng là mẹ của bạn này hả? Không, mẹ em đâu chơi TikTok. Còn mẹ không chơi TikTok hả? Sao có cái chị kia vui, nó là cố lên con trai của mẹ nè. Em thèm chả cá hả? Rồi em thèm chả cá. Chả cá nhà mình có bán nha mọi người ơi. Mọi người mua chả cá mình nhắn tin giúp em ha. Em trai này ăn hết, mình cho con bò. Trời ơi, con bò giá trị lắm luôn á. Mấy chục triệu á, đừng có đùa ngang. Người ta cho em con bò, em có lấy đem về chăn không? Em gửi vậy. Mà nếu người ta cho con bò, em lấy em bán hay là em đem về em đi chăn? Em gửi về cho mẹ chăn. À, gửi về cho mẹ chăn. Gặp chị thì chị bán con bò đó. Cho nó nhanh. Nó lớn ra rồi bán không? Người ta cho em con lớn á, người ta nói em cho em con lớn luôn, không phải cho con bò nghé đâu. Mẹ cho con lớn thì em bán.
trong lớn bán luôn. Em này ăn hết, gả em cho chị mến là sao ta? Đây là sao không hiểu? Em này ăn hết, gả em cho chị mến hả? Là gả em này làm chồng mến hả? Ông nội ơi. Không biết em chịu, em này có chịu lái máy bay không? Em này mà chịu lái, lái xuống vực thẳm luôn quá. Mến có ba đứa con rồi. Bây giờ không lái máy bay nữa mà lái xuống vực thẳm luôn á. Dạ, 3 kg là 9 khoanh. Mọi người đừng có hối, mình cứ bình tĩnh đi, mình cứ bình tĩnh đi. Mỗi người có một cái cách ăn khác nhau nha. Mình đừng có hối nè. Em muốn chơi thử thách được không ạ? Được nha. Mình muốn chơi là mình cứ đi qua quán em chơi được không? Địa điểm ghi bên trên kìa, 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6 nha. Mình chơi thử thách là không cần đăng ký, cứ chơi là đi qua quán mình chơi luôn. Ê, bình thường ở nhà ăn có từ tốn không? Ăn từ tốn hả? Mọi người kêu anh này ăn điệu quá. Nhưng mà bạn này là tay thẳng chứ hay là gãy? Không biết luôn hả? Mà có người yêu chưa? Em này nè. Chưa có người yêu hả? Khi nào lay bánh à? Rồi một tí xíu đi mến like. Do hồi nãy đang lay bánh luôn á. Mà do bạn này từ Đà Lạt lên chơi từ thách, cho nên là mến phải like bạn cho nó vui. Lẩu xíu quách là 250 nha, không có lẩu 150 mọi người. Em muốn mua chả cá được. Ủa sao em có giỏ hàng trong đây vậy? Ủa, có gì vậy? À, nó rớt rồi, nó để vậy thôi. Bấm vô nó văng ra. Có ship chị. Mọi người mua chả cá thì mình nhắn tin riêng giúp mến nha. 1 kg là 220. Mình mua 2 kg là bên em hỗ trợ phí ship. Rồi ai mua chả thì nhắn tin qua giúp mến. Cái gì vậy ông nói? Ba ăn được hết. Ở chưa hết là lấy cây trong nhà nó bột rồi. Cái này là lỡ ý đụng nha. Ừ, trời thua đất khiết, để cái cây lau để trong kẹt. Mà không hiểu sao nó rớt trúng em này, hay thiệt chứ. Không, cái cây lau nhà nó tự ngã vô người bạn này. Đây nè, mình để trong cái kẹt đây nè, thấy không? Không biết sao nó lỡ nó đụng á. Chết bà rồi, đang nhìn ánh mắt cầu cứu kìa. Ấy nhìn em kìa. Không mấy hai đứa qua đây ăn phụ đi cho nhanh. Em muốn chơi hả? Dạ được. À, mọi người ăn thử thách thì mọi người cứ qua quán em chơi ha, không có cần đăng ký trước gì đâu. Bình tĩnh nha. Ông ăn mà mình nhìn mình hoang mang luôn á. Thời gian còn dài lắm mọi người. Mới ăn được, ôi trời ơi, có mới 15 phút à.
còn tới 26 phút lận. Có ai đang ở Đà Lạt không ạ? Hiện tại có ai đang ở Đà Lạt không? Mình vô mình ủng hộ cho Quang nha. Quang Đà Lạt. Em hả? Rồi em vô em ủng hộ ảnh đi. Ăn không hết có được mang về không? Dạ được chứ. Bên bến đặc biệt không cho để lại nha. Ăn không hết là mình mang về. Bên bến không có cho để lại. Con anh đó mến. Ủa? Con anh hả? Ủa ba em tên gì? Húc hả? Ờ ông nội này em vô nhận con nhầm mẹ rồi. Hồi nãy là mẹ vô nhận, bây giờ tới là có bà nào vô nhận. Anh Hoàng ơi không phải rồi nha. Anh nhìn nhận con rồi đó. Ba bạn này tên Phúc nha. À, ngưng lại đi, không ổn là ngưng lại. Biết sao không? Em ăn nước chấm nhiều nó cay lắm. Cay không? Không cay hả? Nước chấm không cay. Nha. Yeah. Nhưng mà ăn nhiều quá nó vô nó no. Bị sốc. Nó bị sốc cái ruột. Nó bị sốc cái ruột hả? Ý là bây giờ trong người thấy sao này, bị mệt hả? Bị mệt cái bụng. Bị mệt cái bụng hả? Chị Bánh đi chở, chở đi chuyền nước biển được không? Đi chuyền cho nó khỏe. Bạn em nó bị mệt thiệt á. Ừ. Không ổn là ngừng lại, không có sao hết á. Đó. Rồi, biết rồi. Hẹn không khác nữa chị. Gì hẹn hẹn không khác nữa hả? Hôm nay mệt. Được, vậy hôm sau quay lại chơi. Ừ, khi nào em quay lại cũng được đó. Em khác qua. Được, được. Vậy là hôm khác qua chơi, thì bây giờ này gói mang về cho em nha. Này đó là Tiểu nhị, gói mang về. Gói mang về cho ảnh em. Không, em ăn cũng hết 1 kg rồi. Nói chung này, cái chả cá này nó khó lắm. Dạ. Nó không có dễ, tại vì chả cá là nó nhiều. Tại vì mình đồ ăn á, như cái tô bún là cái bún là mình dễ nuốt. Tại thứ hai nó dễ tiêu hơn. Còn này là đồ 2 kg 2. Mà giải thưởng là 1,3 triệu. Còn này thì 3 kg thì giải thưởng 3 triệu. Cái tô bún nó dễ ăn hơn. Dễ ăn hơn chả cá nhiều. Chung em có buồn không? Không, không buồn nha, cứ bình thường thôi. Rồi nói chung là bây giờ mình chơi không ăn hết thì thôi, mình để hôm sau mình chơi không có sao hết đó. Khi nào em muốn quay lại em chơi là em chơi. Rồi giờ vui vẻ nha. Một em có người yêu chưa? Chưa, em chưa có người yêu hả? Muốn em có người yêu không? 18 năm rồi. Tại vì có mấy bạn nữ á vô đòi xin tình tư của em làm quen mà chị không có dám đọc. Tình tư em dễ tìm lắm, nó nằm trong tờ giấy em nãy kế á. Nằm đúng không? Cái phở bò em là cái gì? Dạ. Phở bò em tên là cái gì? Nguyễn Trần Duy Quang. Hả? Nguyễn Trần Duy Quang. Nguyễn Trần Duy Quang. Rồi, bạn nào mà có lỡ mà thương thầm á thì tên là em để chị nói rồi em cười. Hai thằng đó là bạn của đứa này nha. Mỗi cười hoài à. Thì nãy Mến có thấy vài bạn nữ hỏi xin tương tư bạn này, nhưng mà Mến đang ăn thử thách thì Mến không có trả lời được. Thì bạn này tên là Nguyễn Trần Duy Quang, bé vừa đủ tròn, ánh trăng 18. Yêu được rồi. Cưới được rồi. Nè chồng em nè,
Mai Phương nuôi 4 con mèo. Em có thích mèo không? Em mà lại có đặt cái nickname như ngồi với trời. Ông nghe cái tên của bà cái ông cười ngang xương luôn.